Chào mọi người, mình đang ở cái kêu bằng dịch là sao, The Undersea Observatory Marine Park in Delas, tức là cái khu vực tham quan ở dưới biển ở thành phố Elat, Israel. Thì bữa nay cái chương trình, trong cái chương trình học thạc sĩ của mình thì có một cái tour tham quan ở đây. Thì giá tham quan ở đây là 109 đồng Israel cho người lớn. Thầy mình đang đứng đó mua vé cho tất cả mọi người đó, bạn có thể thấy là 109 đồng ấy. Thì 109 đồng đó tính ra khoảng 700-800 ngàn về tiền Việt ấy. Thì mọi người đang hí hay hình chụp hình tự sướng này, Coda Celine đây. Đây là vé này. Chữ gì đây mình không biết nữa, chữ Do Thái không à. Cảm ơn bạn India bạn là vẫn đưa vé cho mình. Rồi. Hết cái tập này. Hẹn gặp lại tập sau.